Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị trong đại gia đình Alpha Lipid New Email. Hôm nay thì em sang đây học ké, cho nên là em rất là vui khi được trò chuyện với các anh, các chú và các bạn, các em ở trong Zoom, và cũng nhận được ra rất nhiều người đồng hương. Em thì thuộc đội nhóm G22 M16 thị trường Hà Nội của thủ lĩnh Nguyễn Tuấn Anh. Thì em xin chia sẻ là cơ duyên nào em đến với New Email. Thì em rất là nhiều bệnh. Em bị bệnh đại tràng, em bị gút, em bị viêm da cơ địa, em đi rất nhiều bệnh viện lớn. Vâng, vì thế là em ngày mai thì em cũng nên chia sẻ cái nội dung này đi ạ. Và nhờ đợi em chút, để em 10 giây em tìm được chứng minh thư của em nhé. Dạ, rất là tuyệt vời. Tại vì theo các chị được biết thì G22 rất là phát triển. Vâng, em xin tiếp tục ạ. Em xin 3 phút rồi ạ. Vâng. Em tên là Phạm Ngọc Anh. Anh chị có nhìn thấy số cái chứng minh thư của em không ạ? Phạm Ngọc Anh, mùng 8/4/17, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội. Có thấy rõ không ạ? Vâng. Chưa nhìn thấy ạ. À, có nhìn thấy ạ. Đây, em giờ em chơi hai đích em nhìn thấy rồi, nhìn rất rõ. Đúng rồi không ạ? Đúng rồi, đúng Phạm rồi. Ngọc Anh, nhìn đích trên nên là 8/4/17. Chứng minh thư thì, anh. Em che bớt 4 cái chứng minh, số minh chứng minh thư cuối nhá. Em đã từng đi bệnh viện gì đây ạ? Chị xuống đi để em nói. Vâng. Em đã từng đi bệnh viện. Chị MC sao mất mic của em thế? Em Phạm Ngọc Anh này. Đúng không ạ? Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh theo yêu cầu đúng không ạ? Được chưa ạ? Phạm Ngọc Anh này. Những bệnh viện lớn này em đi hết rồi. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc này. Phạm Ngọc Anh đúng chưa ạ? Bảo hiểm Nhân Thọ này. Nhân chứng sống. Vâng, chị cứ nói vào thì sẽ che mất mic của em, che mất màn hình của em để cho em nói xong đã. Nhá chị nhá. Nếu mà chị nói vào thì nó sẽ mất màn hình của em. Đây là bộ bảo hiểm Nhân Thọ ạ. Đại loại là em đã đi tất cả các bệnh viện lớn rồi. Nên là em mới lấy mấy cái dẫn chứng của em thôi. Vì thời lượng mà em chia sẻ bên Zoom của em chỉ có 3-5 phút thì em không thể chia sẻ được nhiều. Thế sau một tuần thì em đi phòng khám tư và em gặp những anh chị tuyến trên của em bây giờ. Thì các anh chị có xuống là giới thiệu được cái phòng khám tư đấy. Lúc đầu thì em cũng hiểu và cũng tin một phần thôi. Thực ra thì anh chị em mình đi học thì ai chả biết là lúc bé thì mình uống Philatop, uống B1, uống vitamin C, uống canxi vân vân, sắt. Thì em cũng biết là trong thành phần sữa non là tốt mà có những cái thành phần này. Thì em uống xong độ 5 ngày thì cái đại tràng của em đỡ khoảng độ 50%. Uống độ 10 ngày thì đại tràng đỡ khoảng 60-70%. Thì em mới giới thiệu cho mẹ em. Mẹ em thì ở xóm Trung, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, Ninh Bình ấy. Vâng. Ngay gần chỗ chợ Ninh ấy, chỗ ngã Ba Thông, ngã Ba Hàng đấy. Thì xong đấy thì mẹ em dùng được khoảng 10 hôm thì mẹ em bảo là cái sản phẩm này tốt, tao ăn ngon, ngủ ngon, đi lại không run chân. Mẹ em là 78 tuổi rồi. Xong mẹ em lại giới thiệu cho dì em. Em thấy tốt thì là từ tháng 4 đến giờ bắt đầu đi họp lớp thì em bắt đầu chia sẻ sản phẩm. Đã, chỉ có thế thôi ạ. Em xin cảm ơn cả nhà nhé. Em xin nhường mic lại ạ. Vâng. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thật từ đáy lòng của anh ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh ạ. Vâng, em xin mời tất cả các quý cô bác anh chị.